xin chào các bạn hôm nay sống tình yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là đàn ông có hối hận khi ngoại tình hay không à, theo tôi thì đây là một cái câu hỏi được rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm đặc biệt là người thứ ba cũng quan tâm về vấn đề này nữa các bạn à, những người vợ sẽ ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mà người thứ ba lại quan tâm về cái đề tài này đúng không tại vì khi mà ở bên cạnh một người đàn ông nếu mà chưa lấy được người đàn ông đó làm chồng của mình một cách chính thức khi mà được công nhận và có danh phận thì bản thân người đàn bà đang yêu trong một cái cảm giác lo sợ là người thứ ba lén lút vụng trộm thì cái việc mà người đàn ông không hối hận thì sẽ làm cho người thứ ba cảm thấy nhẹ lòng hơn với cái cuộc tình của họ và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn an toàn hơn khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Chính vì vậy mà người thứ ba rất là quan tâm đến cái câu hỏi là người đàn ông có cảm thấy hối hận khi mà ngoại tình hay không. Khi mà đến với họ, đến với người thứ ba mà người đàn ông cảm thấy hối hận thì khả năng cao là người thứ ba sẽ khó có cơ hội trở thành vợ thực sự và người đàn ông đó sẽ không bỏ vợ để đến với cô ấy chính vì điều này mà người thứ ba quan tâm hơn là người vợ còn bản thân người vợ thì có quan tâm đến câu hỏi này không ạ xin thưa là rất là quan tâm thế nên là có hai đối tượng sẽ cực kỳ để ý và nghĩ đến cái chuyện đàn ông có hối hận khi mà có một người thứ ba hay không thực ra đàn ông ngoại tình có rất là nhiều dạng năm bảy dạng người thế nên là có có những kiểu người đàn ông ngoại tình một thời điểm nào đó rồi không có ngoại tình nữa tuy nhiên vẫn có dạng đàn ông cả một đời luôn luôn ngoại tình thuộc cái dạng mãn tính và không thể thay đổi bởi vì bản chất là không thể khác đi được vấn đề những người đàn ông mà ham của lạ thì phản bội vợ con trong cái trạng thái dối trá có người thì do môi trường làm việc, có người thì sống xa vợ, có người thì do vợ làm cho người đàn ông chán, ví dụ như là vợ đanh đá, vợ có quá nhiều tính xấu. À, cũng có những người đàn ông vợ rất tốt, cái gì cũng biết làm hết á. À, làm vợ rất giỏi, rồi làm ra tiền cũng rất là hay, làm bánh cũng rất tốt. Nói chung là một người đàn bà rất ổn, nhưng mà chỉ có duy nhất một điều người đàn bà nó không làm được, đó chính là làm tình ở trên giữa. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho người đàn ông phản bội ngoại tình và họ tìm đến với người thứ ba. Thì bản chất người đàn ông đi ngoại tình á, họ chỉ thiếu hai điều thôi, mà hai điều đó là điều trọng tâm của bất cứ một cuộc hôn nhân hay là một cuộc tình nào đó. Chỉ có bởi vì người ta thiếu tình dục và thiếu tình cảm, chỉ có hai vấn đề đó thôi. Người đàn ông thiếu cái gì thì người đàn ông đi tìm cái đó. Người đàn ông cần cái gì thì người đàn ông sẽ tìm cái đó khi mà người đàn ông phản bội ở trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó sau khi mà bị phát hiện á họ sẽ hối hận còn người đàn ông á mà cả một đời sinh ra chỉ để phản bội bạn á tức là người đó có cái máu phản bội có cái máu ngoại tình có cái máu gọi là mãn tính bị những cái căn bệnh mê gái á thì không bao giờ hối hận hoặc là họ chỉ thoáng nghĩ qua thôi và cái điều thoáng nghĩ qua đó không được xem là hối hận vậy thì cái kiểu người đàn ông nào sẽ là cái đối tượng hối hận nếu mà người đàn ông đó ngoại tình bởi vì do cái sự cám dỗ nhất thời về tiền bạc hoặc là bị người đàn bà đó chi phối về quyền lực hoặc một lý do nào đó mà người đàn bà đó hoàn toàn chủ động lôi kéo người đàn ông vào trong lưới tình của họ mà người đàn ông không có khả năng chống đỡ hoặc là bản thân người đàn ông nghĩ rằng mình ngoại tình không ai biết đâu Vợ mình không biết đâu Mình ngoại tình một chút thôi Rồi mình sẽ không ngoại tình nữa Có rất là nhiều cô nàng người thứ ba Có rất là nhiều những gọi là tuyệt chiêu để dụ dỗ đàn ông Thử hỏi xem đàn ông có thể mạnh mẽ thoát khỏi lưới tình của yêu tinh lền nhẹ người thứ ba hay không? Xin thưa là không Thế nên là khi mà người đàn ông liên tục bị tấn công, bị kích thích, tạo tình huống thậm chí người thứ ba mở rộng vườn hồng để đón người ta vào với một cái điều khoản anh không phải chịu trách nhiệm gì đâu em sẵn sàng im lặng và em hoàn toàn không có bắt buộc anh phải cho em tiền bắt anh bỏ vợ những lời mời của người thứ ba như thế thì người đàn ông cứ có cảm giác như mình được một cái món quà tặng miễn phí không phải trả tiền có thể ăn xài thoải mái mà không có sao hết đâu cái lời cám dỗ như thế thì hầu hết người đàn ông sẽ ngoại tình và người mà bị rơi vào cái vòng dụ dỗ như vậy á đều cảm thấy có lỗi có tội với vợ và họ bản thân người đàn ông á tìm cách để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh như thế nhưng mà trên đời này có một cái nghịch lý là cái cô nhân tình á người ta cảm thấy hạnh phúc với người đàn ông đó người đàn ông đó không thoát được họ vì họ đã lôi người đàn ông đó vào trong cuộc được rồi thì người ta cũng biết cách để giữ chân người đàn ông đó lại nếu mà bạn thực sự biết rằng chồng bạn bị một đối tượng nào đó cám dỗ dụ dỗ mua chuộc lôi kéo thì bạn nên lắng nghe anh ấy tường trình giải thích nói chung là tự sự về vấn đề này nếu anh ta thật sự ăn lăn hối lỗi thì bạn vẫn có thể cân nhắc để tha thứ cho người đàn ông của bạn bạn nhé khi mà người đàn ông đã chọn cái cách là chia tay chấm hết với người tình là người thứ ba đó thì người đàn ông cái dạng thứ hai này á người ta vẫn cảm giác là hối hận đây là cái tâm lý của một cái kiểu dạng người đàn ông vì ham thích đồ lạ ham thích rau sạch ham thích những cái gì mới nhưng mà anh ta lại stop anh ta dừng lại bởi vì có thể anh ta ngộ anh ta giác ngộ nhờ một cái video nào đó nhờ một ai đó chấn chỉnh nhờ một cái lần vô tình gặp mà ông sư thầy nào đó rồi nói chung là có rất nhiều lý do để anh ta chấm dứt với nhân tình ở cái kiểu dạng người đàn ông thứ hai này á thì anh ta biết đâu là cuộc đời đâu là cuộc chơi anh ta biết ai là người sẽ ở bên cạnh anh ta cả đời và ai là cái người đến với anh ta rồi sẽ rời xa anh ta à, anh ta không cần vợ phải quản lý yêu cầu anh ta bỏ người thứ ba mà chính anh ta sẽ chủ động kết thúc cuộc tình đó một cách nhanh chóng À, sau tất cả mọi cố gắng thì người đàn ông đó sẽ sống với vợ con một cách tốt đẹp hơn tìm mọi cách bù đắp cho vợ cho con đưa cho vợ nhiều tài khoản hơn mua nhà đứng tên vợ à, làm mọi điều tốt cho vợ hoặc là bản thân anh ta cũng sống tốt hơn để thể hiện sự coi như là hoàn lương của mình với vợ một cách khéo léo hay là thể hiện một cách rõ ràng hoặc là nói thẳng ra bằng lời hoặc là uh, hành động bằng cái thái độ sống hàng ngày của anh ta thì bạn hãy học cái cách chia sẻ với người đàn ông là chồng của mình nhiều hơn để anh ấy có thể xem bạn như một người bạn và nói cho bạn nghe những điều mà anh ta không dám nói với bất cứ ai khi mà bạn làm được một việc là có thể lắng nghe có thể tôn trọng được người nói cho bạn nghe và thông cảm cho những khó khăn của người đang khó khăn thì anh ta, chồng của bạn ấy, sẽ là cái người luôn nói cho bạn những cái điều mà bạn muốn nghe nếu mà bạn đau lòng mà bạn biết cách thì bạn vẫn có thể giúp cho người đàn ông đó bước ra khỏi cái mê cung tình ái nhiều rắc rối này bạn nha việc mà người đàn ông ngoại tình hối hận ấy, thì họ sẽ luôn cảm thấy dây dứt và muốn ngừng lại cái vấn đề đó và không muốn tiếp tục làm tổn thương vợ của mình và cũng chẳng muốn lường gạt một người phụ nữ khác, đặc biệt khi người đàn ông đó có con gái thì anh ta lại càng sợ hãi hơn bởi vì sẽ có một ngày nào đó có một cái thằng nào mà nó ác hơn mình quen con gái mình thì sao? Đây là những cái vấn đề khiến cho người đàn ông phải cân nhắc khi mà người đàn ông ngoại tình. Đàn ông ngoại tình á, ai cũng biết rằng mình sẽ đủ bản lĩnh để bước ra khỏi cuộc tình và chẳng ai bỏ vợ để chạy theo mấy bà bồ đâu à, xong tuy nhiên thì người đàn ông vẫn có những người bỏ vợ lấy bồ rồi bỏ bồ lấy bồ khác à, có những người đàn ông có rất nhiều bồ nhưng mà họ vẫn cho mình cái quyền theo đuổi nhiều người đàn bà mới bởi vì họ không cảm thấy hối hận với hành vi của mình họ cho rằng họ là giống đực họ là đàn ông bản thân đàn ông thằng nào cũng ngoại tình nên họ cũng ngoại tình như thế mà thôi và cái kiểu người đàn ông á không bao giờ hối hận đó là cái dạng đàn ông đối xử tệ bạc với vợ con cái dạng kiểu người như thế này á thì họ bạo hành này bạo hành kể cả về tâm lý cảm xúc và gọi là có những cái tác động vật lý đến người vợ là đánh đập đối với vợ con anh ta không có một chút tôn trọng không có nghĩ đến vợ con và chẳng có trách nhiệm thế nên là kiểu người đàn ông này thì họ chỉ sống cho họ thôi họ không có cái cảm giác hối hận và họ không có trách nhiệm trong hôn nhân và họ không cần phải trưởng thành trong hôn nhân vì họ lấy ai thì họ vẫn là con người của họ thôi họ không thể thay đổi mà người khác không thay đổi vì họ thì họ chẳng cần phải thay đổi vì ai chính vì họ sống ích kỷ và nhiều sai lầm như thế nên là họ có rất là nhiều đời vợ hoặc bản thân họ có rất là nhiều bồ nếu mà vợ họ không có nhu cầu bỏ họ thì họ cứ rong chơi với hết người này đến người khác thôi còn nếu vợ họ bỏ thì họ sẽ lấy vợ thứ hai vợ thứ hai bỏ thì họ sẽ lấy người thứ ba và họ là đối tượng có rất là nhiều con rơi con rớt ở bên ngoài xã hội họ không có ngại cái chuyện là tôi có nhiều vợ tôi có nhiều con họ không có sợ và họ không bao giờ hối hận vì họ cho rằng đó là cái trải nghiệm của họ vậy thôi. Và người đàn ông sẽ cảm giác không hối hận khi nào? Người đàn ông không hối hận khi mà người ta đã thật lòng yêu một người thứ ba. Thật sự. Khi mà người đàn ông yêu thật sự người khác thì họ đâu hối hận đâu, họ sống đúng với cái cảm xúc của mình, họ nói thật điều đó cho vợ, họ xem đó là sự giải thoát, họ không nên nói dối để lừa dối vợ họ thì tâm lý hối hận không tồn tại trong đầu của họ bởi vì họ muốn rằng vợ của họ chấp nhận uh, tất cả mọi sự thật để mà thanh thản hơn trong cái việc mà người đàn ông đó dám đối diện với những gì mình muốn và chịu trách nhiệm về những gì mình cần họ sẽ bất chấp để đến với một người mà họ yêu họ có thể bỏ con ruồng rẫy tất cả mọi thứ thậm chí bỏ tài sản bỏ tiền bạc bỏ công danh bỏ tất cả mọi thứ anh ta chỉ sống và chạy theo đuổi theo cái cảm xúc của mình Và anh ta cho rằng tình yêu không có tội Thế nên là khi mà các bạn phát hiện chồng đã ngoại tình á Phải hiểu rằng anh ta đã thực sự hết tình hết nghĩa với bạn chưa Anh ta đã thực sự cạn tình hay chưa nếu mà người đàn ông đó đã thực sự hết sạch sành xanh tình nghĩa với bạn Thì đừng có bao giờ mơ ước hoặc là nghĩ rằng bản thân bạn có thể thay đổi được họ Không thể chỉnh sửa không thể làm cho anh ta nhận ra cái sai bởi vì anh ta cảm giác không sai anh ta yêu thích người thứ ba anh ta cảm thấy anh ta yêu người đàn bà đó anh ta không sai và anh ta đang thấy rằng bạn đang cố gắng níu giữ anh ta một người không yêu bạn mà ở bên cạnh bạn mới là người sai Lúc này người đàn ông đó sẽ quay ngắt 180 độ và yêu thích người thứ ba hơn bạn Đối với đàn ông, á, khi mà người ta yêu thật lòng một người đàn bà nào khác chẳng hạn như người thứ ba chẳng hạn đi ha thì cũng là cái lúc mà họ không còn nghĩ đến vợ con họ sợ tiếp xúc thân xác với người vợ và họ cũng chẳng nghĩ gì đến con đó ngoài miệng họ nói là họ vì con nhưng mà vì con họ vẫn có thể ngoại tình được và họ chẳng có nghĩ đâu bạn phải hiểu được tâm lý của người đàn ông nhé và còn một cái kiểu dạng người đàn ông đó là người đàn ông thất học người đàn ông không có lý trí người đàn ông chỉ sống cho cái cảm xúc dục vọng của bản thân người đàn ông đó không có tôn trọng gia đình không có xem gia đình là một sự thành công tóm lại đây là cái nghĩ kiểu người đàn ông không tốt à, khi mà người đàn ông đã xem người vợ là gánh nặng người vợ cần bỏ đi để mà anh ta đến với một người cái việc mà anh ta không có xem trọng bạn có cái ý xem thường bạn có cái nghĩa là bạn thấp kém hơn anh ta anh ta luôn ở trong một cái tình trạng xem bạn là kẻ thấp kém hèn mọn á thì anh ta thực sự đã đối xử không tốt với vợ rồi nói rõ hơn nữa là anh ta đối tệ với vợ và cả gia đình của vợ nữa thì thay vì bạn đang cố gắng để mà hàn gắn duy trì cứu vãn hôn nhân thì Hãy kết thúc càng sớm càng tốt vì nó không thể tốt hơn nếu bạn không ly hôn người đàn ông đó. Và với cái kiểu người đàn ông mà ngoại tình như cơm bữa mãn tính á, ngoại tình rất nhiều lần, nhiều lần đến mức N luôn, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu và rất nhiều người người. Vậy thì vì sao mà anh ta lại luôn luôn ngoại tình như thế? Bởi vì có một người chấp nhận cái việc anh ta làm như vậy bạn không ly hôn anh ta tức là bạn chọn cái kiểu sống bên cạnh một người đàn ông như vậy nếu bạn cần tiền cần có một vị thế để mà người ta xem bạn có một người đàn ông là chồng nếu bạn đã chọn như vậy thì bạn phải hài lòng với quyết định của mình và tìm cái cách làm sao cho bạn được thanh thản nhất khi mà bạn đang sống trong một cuộc sống rất là bất hạnh không ít những loại đàn ông cho rằng việc mà họ đi ngoại tình bị vợ phát hiện á rồi sẽ được vợ tha thứ tha thứ lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba thì anh ta cũng chẳng hối hận vì được vợ tha thứ đâu và tất nhiên là kiểu người đàn ông này thì họ sẽ không bao giờ hối hận chồng ngoại tình nhiều lần là nguyên nhân từ người vợ hay là chính bản thân anh ta đi nữa thì cái việc mà chồng ngoại tình thêm nhiều lần hoặc là lần thứ nhất cộng thêm một lần nữa thôi thì rất là khó tha thứ phụ nữ mà đã tha thứ một lần cho chồng ngoại tình là vì anh ta sai nhưng tha thứ quá nhiều lần thì bạn là người phụ nữ đang bị sai đấy ạ à. khi mà được tha thứ quá nhiều lần thì người đàn ông không có khả năng quay về với vợ nữa bạn có hiểu điều này hay không đàn ông ngoại tình có hối hận hay không thì câu trả lời là có, nhưng mà cũng có câu trả lời là không. Thế nên là trong từng trường hợp của bạn thì bạn mới biết là người đàn ông của mình có hối hận hay không bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe video lần này của tôi. Nếu bạn lần đầu biết đến kênh của tôi thì hãy đăng ký, bấm vào cái chuông để luôn nhận được những video ích lợi và có giá trị từ tôi. Nếu bạn đang có những mâu thuẫn khúc mắc và những vấn đề liên quan đến hôn nhân, tình yêu, hàn gắn chỉnh sửa thì đừng ngần ngại. Gọi Zalo cho tôi 0938 100 958. Vui lòng không gọi điện thoại bạn nha. Rất là cảm ơn các bạn.